Làm thẻ 100k được cộng ngày 110k áp dụng từ mệnh giá thẻ 50k trở lên. Shopoviet.vn bán lít Gobile rẻ nhất Việt Nam, giảm giá lên đến 50%, random cực kỳ hấp dẫn, đảm bảo mọi tài khoản trên shop là trắng thông tin, hoàn toàn có thể đổi mật khẩu được. Đã lâu lắm rồi không chơi gấu bèo du ca. Xin chào anh em nha và chúc các bạn cuối tuần thật nhiều niềm vui. Ngày hôm nay Mô Việt chơi gấu bèo du ca với phong cách cái phong cách gì thì tí nữa mình sẽ nói nha. Còn bây giờ thì combo thật tim nhỉ, nhưng vẫn giữ lại được cái quả vừa xanh của bạn Nacrot. Dễ fit quá trầu luôn, vì thanh niên quá xanh mà. Đấy, các bạn Enando thì không xanh như vậy. Mạng đầu tiên cho gấu bèo Zuka, lấy tiền vốn để gánh team. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với anh em một phong cách chơi gấu cực kỳ hay. Mình nghĩ là hay, mà anh em xem thì các bạn chắc chắn cũng sẽ thấy hay luôn. Vì gấu ở đây là một người chơi kỹ năng. Người chơi gấu là người chơi kỹ năng, phải đủ độ nhanh, độ chuẩn, độ tinh tế. Đặc biệt là khả năng di chuyển, và đặc biệt hơn nữa là dùng cái đầu lạnh anh em ơi, chứ không để vội vàng được. Chơi gấu màu vàng thì các bạn có thể sẽ bị Elado hành sát mặt ngay. Thành ra là cố gắng di chuyển farm tốt thời điểm đầu game để lấy cái thương xuyên phá đã. Sau khi có thương xuyên phá rồi thì các bạn có thể combo chết được bạn Elado nha. Elado này cấu diệt kinh phết anh em ơi. Đó, thấy mình là cứ kiểu là lướt lên không tiến về thôi, vô cùng ảo diệu. Thành ra mình sẽ đứng chiến thuật này, các bạn sẽ đứng cao lên để vậy Ador đứng ra farm nha, chứ bạn đứng thấp ý thì rất dễ bị cấu dỉa. Và đứng trong bụi nha, đừng để phát hiện là có sẽ đuổi Ador bay lên đây này. Đó, xong mình nhảy ra chiêu 2 thường chụp cuối đánh thường, chiêu 1 đánh thường, chiêu 1 đánh đây nha. Chạy nhanh thế nhở. Hiện tại thì chưa có thương trên phá, chưa đủ đam anh em ơi. Còn trái thịt bây giờ rất hổ báo, quá trâu mà. Wow, anh em ở dưới fit nhiệt tình ghê. Đừng đã fit rồi, lên rồng lại fit theo. Thế này thì lại phải gánh rồi. Ok anh em ơi, đừng cứ bị re fit ép thôi. Nhưng mà yên tâm nha, mình sẽ đứng ở đây và có mạng của Eador chắc 100% luôn. Các bạn phải phán đoán hướng di chuyển của tướng địch, sau đó anh em núp bụi và combo thì không chụp nào chạy đi đâu. Chạy rất là hay, và chạy ngược mình thôi. Bạn giải fit làm sao mà giết được mình mà cứ dí đấy. Cái thời gian giải fit ở cái lên tà thần càng lâu ấy thì anh em lên rồng càng có lợi thế. Nhưng mà anh em có thấy anh em lên rồng có lợi thế không? Còn fit hơn nữa chứ. Rồi bạn Mina lại còn bàn chiến thuật. Thực ra cuối tuần này Mô Việt cũng chẳng có cái lời chúc gì hay ho dành cho anh em. Có lời chúc rất là đơn giản là anh em không gặp trẻ trâu, không gặp phá game, rồi chơi game vui vẻ, không chửi nhau. Wow. Các bạn ơi, chuẩn bị hack map nha, bật hack map lên, bật hack map lên. Trời ơi, ngó này đang biến về. Mình xin. Wow. Ôi, tưởng ông Oma trong đấy, hóa ra cô giáo Veda. Rồi mình vừa lên quả bông xuống đất là ăn thả tim luôn. Thôi như vậy là mất cái trụ rồi. Vườn dã man, tưởng hay mà lại không hay. Hơi đen. Không sao anh em ơi. Lẽ thường tình là như vậy, nhưng mà nhiều khi mình hack não ấy thì bạn có mang não theo đâu. Thành ra là bị fail một quả, hơi mù mắt. Ok. Mất trụ rồi, căng phết đi. Không sao, mình sẽ đây bắt Endo này. Tiếp quả lửa này Endo ơi. Rồi hết nha. Ôi vẫn còn á. Ôi. Rồi. Ôi, không đủ đam. Cay ghê. Mất quả cờ băng xương rồi, bạn ấy thì cũng mất cái phép bổ trợ. Nhưng mà Endo là không có cửa với mình rồi. Chỉ một xíu rồi nữa thôi mình sẽ đủ đam. Bình tĩnh, cứ bình tĩnh. Mới có thương xuyên phá thôi mà.
Ở phương hợp kiếm thì chắc chắn anh em sẽ combo chết được AD nha. Quan trọng bây giờ là di chuyển thôi. Bây giờ mình sẽ di chuyển xuống, anh hỗ trợ anh em lên rồng. Nên giờ thần thì mất đồ Lacrosse đang thủ đường cho mình. Cố gắng đẩy đường cho mình lên cao một tí để mình xuống hỗ trợ team này. Ôi ôi, Valet thơm, Valet xa quá anh em ơi. Ô, đúng nhờ. Toàn là kiểu đang bay trên không rồi thả team rồi. Không sao, vẫn ăn được mạng Goma. Chỉ ăn được một mạng. Còn là hỗ trợ team lấy lại được cái thế trận thôi. Chứ vẫn càng phết đấy. Hiện tại solovietvn của mình đang có một chương trình siêu khuyến mãi. Anh em nạp thẻ sẽ được cộng thêm 10% giá trị nạp. Ví dụ anh em nạp thẻ 100k vô shop thì các bạn sẽ được cộng 110k vô tài khoản. Đó. Áp dụng từ mệnh giá 50k trở lên nha. 50k thì anh em sẽ được 55k. Đó. Ok, anh em nào có nhu cầu lên shop nữa thì mua link thì nhớ lên shop Vô Việt ủng hộ mình nha. Shopvoviet.vn anh em nhớ vô shop ở phần mô tả video clip của mình. Chứ đừng vô linh tinh dễ bị shop fake rồi lừa đảo thì lại hơi mệt đấy anh em ơi. Team tao toàn bọn ngu. Cái nhở, thôi xong rồi. Thế này sao chơi đây? Về anh em ơi. Hiện tại là không có thể đánh nha, không có thể đánh. Bây giờ lên cao không đi được. Mình sẽ chờ cơ hội là team bạn mắc sai lầm, sau đó thì combo thôi. Bây giờ đợi cái pha chiêu cuối của Asenka. Nhưng mà Eandor sai này. Đấy, có lợi thế rồi anh em ơi. Đấy, lại chút lợi thế rồi. Mặc dù team quá fit và team bạn cũng rất nhiều vàng nhưng cứ bình tĩnh thôi. Bây giờ mình tiếp tục chia sẻ với anh em một cái kinh nghiệm nha. Mình sẽ đứng ở đây. Đó. Ôi, Violet chắc chắn sẽ di chuyển qua đây. Đứng đây là anh em ơi. Sau đó thì sẽ còn lính ở trên. Rồi mình sẽ vào cái bụi. Rồi sau đó thì mình combo Violet không biết. Đấy. Chạy đi đâu. Hiện tại là cứ bị thiếu đam thôi. Hơi buồn anh em ơi. Đừng mua ác chắc luôn. Thực ra thì mua ác hay không mua ác thì cứ tập trung chơi đi. Trận này mình sẽ lấy cái đao chi hồn nha. Vừa có giáp, vừa có công, vừa có khả năng giảm hồi phục của Zephyr. Rồi Eandor có lên cái cung tà ma hay Valet cung tà ma thì mình cũng combo chết luôn. Bây giờ chuyển sang cái chế độ là rút bụi nha, khi anh em có đủ đồ. Tầm 2 đồ là anh em có thể rút bụi rồi. Và chắc chắn nếu anh em rút bụi di chuyển tốt, rút bụi chuẩn thì các bạn sẽ có thể bắt được chủ lực team bạn rất là dễ. Người chơi Zuka tốt là người chơi lúc bụi tinh tế. Ví dụ mình sẽ lúc một cái bụi này này. Đó, mình sẽ lúc ở đây. Và sẽ bắt được con mồi hoặc là Violet hoặc là Eandor. Eandor sẽ đẩy lính lên cao. Có Violet đứng sau rất là an toàn. Nhưng mà thực ra ấy, các bạn chỉ cần lệch chân như Eandor. Ôi. Combo hơi lỗi anh em ơi, bắt đầu là lạnh rồi đấy. Hiện tại miền Bắc đang cực kỳ giá. Chơi game một tí thôi là cóng tay. Mà kiểu là ngồi lâu ấy là sẽ bị kiểu lạnh lạnh nó ngấm vào người ấy. Người bắt đầu run run rồi anh em ơi. Combo bắt đầu lệch lạc đấy. Nhưng mà cố gắng trận đấu này để đánh hết trận này. Chứ tình hình rất là tình hình đấy anh em ơi. 6 mạng này, 6-0-0 này. Bên bạn ăn 14 mạng này. Ơ kìa, 7-0-0, không nói nhiều. Cái gì chứ. Vết mạng đi gấu quá nhanh rồi. Quá nhanh, quá nguy hiểm luôn. Không lấy được trụ rồi. Bây giờ lấy hết bùa đi. Lấy bùa đi, bây giờ là Zephyr sẽ thọt một tí đấy. Từ nãy giờ là Zephyr quá xanh luôn. Từ từ nha, không đánh đâu. Tầm này đánh là thua luôn đấy anh em ơi. Khi mà team mở thọt ý, các bạn có một chút lợi thế mà các bạn cứ ham đánh thì các bạn sẽ thua luôn. Các bạn có lợi thế rồi, các bạn cứ từ từ bình tĩnh thôi. Phải có đồ đã thì chúng ta mới chiến được. Mặc dù cả hai team trận đấu này là lết, kiểu lết như nhau, nhưng mình tự tin có thể bắt được chủ lực team bạn. Đó. Ví dụ bạn Eandor lại chết tiếp này. Này đi. Ui. Ui. Hay đấy nhá. Hay nhưng mình khỏe lắm bạn ơi. Trời ơi, nó lại còn lác lác đấy chứ. Nhưng không sao. Vẫn ngon anh em ơi. 8-0-0. Team bạn hơn team mình 4k vàng. Vẫn chơi được. Team mình thì có Asenka này, có Whip, có Zuka lết này.
Đấy, Mina thì cũng là một chất tướng kiểu là trợ thủ late game. Cuối game ý, thì nó cực kỳ lợi hại nếu mà khống chế được. Bây giờ mình tiếp tục đứng vị trí này nha. Đứng ở đây vì sao anh em ơi? Sẽ săn được mục tiêu là bắt Nagrod như kiểu Zephyr này. Toàn bắt đặt Nagrod thôi. Ok. Kinh nghiệm chơi gấu là chọn bụi mà chơi. Lũ bụi tinh tế các bạn sẽ cực kỳ lợi hại. Còn nếu anh em mà lộn sai mà các bạn vội vàng quá ấy, thì chơi gấu không hiệu quả đâu. Nó ngọc của gấu thì mình cũng đã chia sẻ với anh em rất là nhiều lần rồi. Đó là ngọc đỏ là ngọc tỷ lệ chí mạng 5 viên, 5 viên công của Lý Xuyên Giáp. Ngọc tím thì tốc đánh tốc chạy 1%, ngọc lục là công của Lý Xuyên Giáp anh em ơi. Đấy, còn chi tiết trang bị thì trận đấu này mình sẽ lên theo trận đấu. Ví dụ mình lên cái đao chư hồn, rồi trận này có khi mình phải lên cái huân chương choi. Bởi vì team bạn có Veda, rồi Zephyr hay là Endor đều có sát thương phép. Như vậy mình sẽ không bị sốc đam này. Rồi lại có mạng rồi anh em ơi. Đấy, ai dã man luôn. Mình nhảy chưa cùa lên nha, bạn ấy đẩy mình ra anh em ơi. Chứ không phải là mình combo lỗi vào đấy đâu. Combo trúng rồi mà, nhưng mà bạn ấy đẩy mình ra. Rất tiếc là mình rất xanh. Ok, tiếp tục lũ bụi này. Đánh rủ thôi để mình bắt Veda với Violet. Mà hai bạn này biết rồi này. Bây giờ bắt lẻ Zephyr nha. Bắt lẻ Zephyr đang ăn rồng này. Zephyr đang ăn rồng anh em ơi. Anh em không ra đâu, Zephyr xuống. Ôi đây anh em ơi. Đấy, mình sẽ lúc bụi và di chuyển sau. Kiểu gì cũng chơi được này các bạn ơi. Chắc lúc bụi đấy làm gì, phải lên chứ. Phải lên như này thì mới bắt được hai bạn đấy chứ. Ok, double kill. Đấy anh em ơi, vừa tinh tế vừa quyết đoán thì các bạn sẽ chơi gấu hiệu quả hơn. Đó, kinh nghiệm chơi gấu các bạn nên tập nha. Chứ anh em chơi gấu mình thấy là rất là vội vàng. Có thể anh em combo bắt, nhưng mà anh em di chuyển tốt thì có khi các bạn có lợi ích nhiều hơn là việc anh em combo tốt mà anh em di chuyển không tốt đâu. Con gấu này mà mình chọn thời điểm với cả mình chọn mục tiêu không chuẩn xác ấy, vô vội vàng một tí, bạn đánh hay đâu các bạn bốc hơi với chất tướng mỏng mà anh em ơi. Ôi trâu ấy nhờ. Mình tưởng chết rồi chứ không nhảy chiêu cuối. Không sao, lấy chung anh em ơi. Mà ăn luôn này, Endor coi. Trời ơi, chơi mình. Nhưng mà chưa đủ đâu bạn ơi. Rất ảo diệu anh em ơi. Anh Nghiên này có tên là Facebook cái gì đó, nhưng mà thực ra những cái bạn đấy thì thường có kỹ năng rất là tốt. Facebook Mai Tùng. Đọc ngay bét gấu là nha bạn, hơi đen thôi. Chứ cũng ảo diệu phết đấy. Cái đồ cuối cùng thì anh em có thể lên là trang bị ở cái trang bị giáp hộ mệnh nha. Hoặc là các bạn có thể lên Clank, hoặc thậm chí là các bạn có thể lên Thánh Kiếm. Cái gì cũng được, cái đồ cuối cùng. Ăn ra thần anh em ơi, đánh chuẩn nha, đánh chuẩn theo mình, cứ theo mình là thắng. Còn bây giờ vội thì là chắc có khi lại bị lật kèo đấy. Sai quá, sai luôn. Sai quá, sai luôn. Tính bắt gấu quá. Rồi, có huân chương choi thì bạn combo làm sao mà mất máu được. Hiện tại mình đang sử dụng một cái phần mềm quay khác trước anh em ơi. Có thể quay được âm thanh hệ thống và có thể quay được âm thanh game. Anh em thích kiểu này thì nhớ comment bên dưới nha. Hoặc là chơi nhạc. Nói chung là nhạc bây giờ bản quyền rất là nhiều. Nhưng mà làm được cái này thì quá tuyệt vời luôn. Mà sợ anh em không thích thôi. Mình sẽ để vài clip để các bạn cảm nhận. Ok, bạn thứ 12 này. Rồi bây giờ thì win đấy. Mình tính niềm tin chiến thắng là chúng ta sẽ win thôi. Zephyr bây giờ không đủ tuổi. Ok, và video của Mùa Biển đến đây hết nha. Xin chào anh em và bạn trong clip tiếp theo. Và chúc anh em có cuối tuần thật là vui vẻ. 14 giờ hôm nay nhớ xem bán kết AIC nha. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.